Cô My, dầu gội phủ bạc trong vòng 5 phút. Đại ca cứ đùa em. Em nhuộm mất cả tiếng đồng hồ chứ có phải trong phim đâu mà 5 phút. Không tin phải không? Bấm giờ đi, tôi sẽ gọi cho cậu xem. Chú Hoàng biết không? Anh rất là nhạy cảm với các loại hóa chất, nhất là thuốc nhuộm tóc. Mỗi lần đi nhuộm về nó ngứa cả tháng trời. May quá, một lần anh đi du lịch bên Nhật và đã tìm thấy Komi dầu gội phủ bạc, và nó được chiết xuất hoàn toàn thảo dược thiên nhiên. Và điều đặc biệt hơn nữa là ai cũng có thể sử dụng được như một dầu gội thông thường, bởi vì nó không bám vào da và mùi của nó là rất thơm. Chú ngửi thử này. Dễ chịu thật. Rất dễ chịu. Đặc biệt hơn nữa là nó là chất dưỡng tóc và nó kích thích mọc tóc. Hết 5 phút chưa? Gần được 5 phút đấy. Anh xả nhá. Thế nào? Bây giờ chú Hoàng đã tin chưa? Wow. Giờ thì em tin rồi. Trông chất thật. Đúng 5 phút. Nhưng bao lâu anh phải gọi lại? Cứ khoảng 20 ngày chân tóc Hoàng Hải mọc ra thì anh phải gội lại một lần. Với một chai dầu này anh dùng cũng phải đến gần 2 năm. Hay quá. Rất tiện dụng, rất rẻ. Cô Minh Nhật, dầu gội phủ bạc được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên. Chú Hoàng đã tin, Hoàng Hải đã dùng thử. Còn tin hay không, quyền của các bạn.